Ngay sau cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng vào cuối giờ chiều qua 31 tháng 7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại một số khu vực trên địa bàn quận Sơn Trà. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Kiểm tra tại chốt kiểm soát y tế khu vực đường Trần Hưng Đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, khu vực 4 phường Đại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Bắc, Măng Thái của quận Sơn Trà đang có nguy cơ rất cao, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ lây lan rộng trên toàn địa bàn thành phố. Trên tinh thần xử lý quyết liệt, Bí thư Thành ủy đề nghị quận Sơn Trà ra quyết định phong tỏa 4 phường có nguy cơ cao, sau đó tổ chức chốt chặn, đóng cứng những khu vực nóng của 4 phường, tuyệt đối không cho người dân ra vào khu vực này. Đóng cứng ở đây được hiểu là không cho ra vào kể cả những trường hợp cấp thiết. Trường hợp cấp thiết chỉ được phép khi mà các cái lực lượng chức năng cho ra vào thôi. Tôi nói ví dụ cần cấp cứu thì lực lượng chức năng đưa vào cấp cứu nhá. Cung ứng lương thực thì lực lượng chức năng cung ứng lương thực không được ra ngoài. Cứng ở đây được hiểu như thế. Và cái việc này thì thẩm quyền quyết định là của Chủ tịch Ủy ban dân quận ra cái quyết định này trên cơ sở cái chỉ thị 05 của Chủ tịch Ủy ban thành phố. Tại các chốt phong tỏa tạm thời ở khu vực đường Trần Thánh Tông và đường Khúc Hạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên các lực lượng công an, dân phòng, y tế đang tích cực thiết lập hàng rào phong tỏa, tuyên truyền nhắc nhở vận động người dân thực hiện đúng quy định phòng chống dịch. Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Sơn Trà cần tập trung tối đa lực lượng y tế lấy mẫu, công an thành phố tăng cường quân số tại khu vực 4 phường phong tỏa. Ngoài ra, quận Sơn Trà cần tăng cường tuyên truyền cho người dân về tình hình dịch bệnh và các nghị quyết của Thành ủy, chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố về phòng chống COVID-19 trên địa bàn.